Ok, Đoàn Như Lân. À, xin chào bạn. Vâng, xin chào. À, bạn khỏe không? Dạ tôi nếu mà về sức khỏe thì tương đối tốt. Xin chào. À, bạn ở đâu vậy? Chào tất cả nhà nhé. Bạn ở đâu vậy? Tôi ở Hà Nội. Ở Hà Nội. Rồi, hôm nay là Rồi. chủ đề hôm nay đó là nói về cái vấn đề mà gọi là công an cũng giống như quân đội, hãy biết cái quyền lợi của cái người dân, hãy quay về với cái người dân và cái quyền lợi của dân tộc là trên hết. Anh có cái gì chia sẻ về cái đề tài đó không ạ? Tôi thì đề tài nào tôi cũng chia sẻ được. Thì trước tiên là xin chào anh Trương và xin chào tất cả nhà. Và Vâng. tôi trước tiên là tôi có ý kiến một chút thế này. Là tôi vừa mới được Ok. nghe bạn bạn Nhật Minh, một bạn thanh niên rất trẻ, À. đúng không? Vừa mới chia sẻ một bài mà tôi nghe thấy nó rất là cảm động. Nói thật như thế. Đấy thì tôi cũng lên tôi muốn nói này này. Bạn Nhật Minh vừa rồi ấy, thì tôi phải công nhận là bạn ít tuổi nhưng mà bạn ấy chắc là cũng được học hành hoặc được có một cái gì đó để mà bạn nói chuyện thì rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng hình như là bạn đã học thuộc lòng tất cả những cái câu chuyện vừa rồi và để lên để nói ấy, nhé. Thì tôi xin có mấy cái điều nói chuyện với bạn Nhật Minh với cả anh Trương và tất cả mọi người như này. Thứ nhất ấy, là bạn Nhật Minh còn rất là trẻ tuổi. Thế mà bạn nói Sài Gòn trước đây là cái hòn ngọc Viễn Đông mà tôi cho rằng nói chung là kể cả những người đã sống từ cái thời gian đó cũng không bằng bạn ấy. Đó. Thấy không? Thế thì tôi thấy nó như thế này này. Trước đây Sài Gòn đã được gọi là hòn ngọc Viễn Đông, có điều đó là tôi thời gian đó tôi cũng đã biết. Tôi đã được sinh ra rồi. Nhưng tôi ở ngoài Bắc. Đấy, tôi xin khẳng định là như vậy. Nhưng chúng ta phải xét thế này. Hãy nhìn mặt trái của nó. Sài Gòn lúc ấy có xì ke ma túy không? Có gái điếm không? Đấy. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn nó là như vậy. Vì vậy và một điều quan trọng như thế này này. Cái Sài Gòn xây dựng được đẹp hơn các cái thành phố của các nước Đông Nam Á là do tiền của Mỹ. Nó muốn thôn tính cái đất nước Việt Nam, nó muốn xâm lược cái đất nước Việt Nam này. Vì vậy nó mới đổ tiền đổ của vào như vậy. Chính quyền Sài Gòn cũng có xây được không? À, mà lại tự nhiên nó oanh oang khoe khoe mẽ như thế. Đấy, cái thứ hai là hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng hãy nghe tất cả những người dân người ta sống ở trong miền Nam ở chế độ cũ, người ta nói những người mà còn sống trong cái thời gian đó hãy quay về đây thì người ta sẽ biết thế nào là cái chính quyền Sài Gòn và cái hòn ngọc Viễn Đông đó. À, đĩ điếm, nghiện hút, đầy rẫy. Nhá, tôi xin khẳng định là như vậy. Và có một điều quan trọng nữa là chính quyền hồi đó cảnh sát thích là có thể bắn người bất cứ lúc nào, giết người bất cứ lúc nào, chỉ cần đổ cho một cái tội rất đơn giản là theo cộng sản mới là biệt động mấy các thứ là có thể giết người được một cách dã man và tàn bạo, không có một cái cơ quan nào đứng ra mà bảo vệ cho người dân cả. Ừ. Thế còn ông Vũ Văn Lộc là đại tá của chính quyền Sài Gòn cũ nhé, lên nói chuyện đã vải vả thừa nhận một điều là gì? Chúng ta thua những người cộng sản là vì chúng ta đã coi thường tất cả những người dân ở nông thôn. Chúng ta không coi trọng những người dân ở nông thôn, chúng ta chỉ xây dựng vào một số các cái thành phố chính. Đấy, tôi xin khẳng định với mọi người như vậy. Và vì vậy hoàn toàn thả lỏng người dân nông thôn, và nếu như còn rất nhiều người trong đó người ta còn nói chuyện lại là không những thả lỏng ở dân nông thôn mà còn quy cho tất cả dân nông thôn là cộng sản, là theo cộng sản, và vì vậy đi đến đâu cũng bắn giết hiếp người, mổ bụng moi gan để ăn đó, và chính các người thua là vì cái lý do đó. Đừng đừng khoe cái hòn ngọc Viễn Đông của Sài Gòn, đấy là một nỗi nhục của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải là cái vinh dự gì cả. Đấy, tôi xin khẳng định Rồi. với mọi người là vậy nhá. Rồi, Anh ra cứ từ đây từ để tôi nói cho cậu, cho cái cậu trẻ kia, chứ còn anh thì tôi biết anh rất hiểu, nhưng tôi nói cho cái thôi cậu khoan, trẻ thì đợi Bình Trương chút xíu nè, đợi Bình vâng Trương chút xíu, tại nó nói kéo hơi dài, có thể Bình Trương nó quên. Ok, để Bình vâng Trương thì bạn chia sẻ là được rồi, nhưng mà có một cái thời gian nhất định thôi. Ok, rồi nhất trí. thì Bình Trương chia sẻ những cái điểm này đối với cái em Hoàng Nhật Minh đó, là tất cả những cái người trên cộng đồng mạng này đó là toàn cầu, trong nước ngoài nước và tất cả toàn cầu. Một cái sự nhận định là một cái lời nói rất là chân tình, một cái lời nói không có như bạn nghĩ rằng là một cái bản diễn văn viết trước rồi học thuộc lòng. Cái này đây là một cái tâm tư,
chỉ có một cái người tâm tư cho cái quê hương đất nước mới nói lên được những cái lời đó. Thì đó là cái nhận định của Bình Chương và nhận định của mấy trăm anh chị em ở trên cái diễn đàn. Cái đó là thứ nhất, và trong nước cũng như ngoài nước. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là Bình Chương nói với tay bạn như thế này nè. Bạn nói rằng là Mỹ đó là nó muốn thôn tính Việt Nam. Bây giờ bạn cho Bình Chương có một cái bằng chứng đất nước Hoa Kỳ nha, đất nước Hoa Kỳ với Trung Cộng hai người nha. Hoa Kỳ xâm lược đất nước nào và đã lấy lãnh thổ đất nước nào, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là Trung Cộng đã có xâm chiếm Việt Nam hay là không, và đã xâm chiếm bao nhiêu quốc gia. Hãy trả lời cái vấn đề đó. Tại vì khi mà mình nói rằng là Hoa Kỳ mưu đồ xâm chiếm Việt Nam, cho nên là mình phải trả lời cho nó đúng, để cho mọi người nhận định cho nó đúng. Bạn đưa một cái bằng chứng Hoa Kỳ xâm chiếm cho tới ngày hôm nay 2018, Hoa Kỳ xâm chiếm một cái quốc gia nào? Nhật Bản, nguyên cả cái Âu Châu, nó đã thắng trong cái đệ nhị thế chiến. Nguyên cả Nhật Bản thả hai trái bom nguyên tử, mà nó có lấy được một cái lãnh thổ nào của cái đất nước nào trên cái thế giới này hay không? Nếu mà nói là Mỹ đi xâm lược. Rồi, xin trả lời, nhất trí nhá. Thế bây giờ tôi chỉ xin hỏi này. Người Mỹ không đi xâm lược thì đưa quân mới đưa vũ khí vào để tàn sát nhân dân Việt Nam làm gì? Tôi chỉ hỏi một cái điều đấy. Người Mỹ có xâm lược Iraq không? Người Mỹ có xâm lược Syria không? Người Mỹ có xâm lược, đem bom đạn là xâm lược Afghanistan không? Tôi xin hỏi đấy, đây họ sang đây làm gì đấy? À, họ chỉ vì cái ông Hussein của Iraq đối lập với họ, họ đã đưa bom đạn sang giết tàn sát nhân dân Iraq và phải bắt bằng được ông ấy để giết, vì một cái lý do rất vô lý là đổ cho là Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ở đây tôi nói cái này, người Mỹ là rất là thô bỉ và lố bịch ở hai cái điểm này này. Tại sao người Mỹ sản xuất vũ khí giết người hàng loạt thì không cấm, mà người nước khác sản xuất vũ khí giết người hàng loạt lại cấm? Đấy là cái thứ nhất nhé. Cái thứ hai là Iraq có không? Có vũ khí giết người hàng loạt không mà Mỹ lại đưa quân sang giết tàn sát nhân dân Iraq và tàn bắt bằng được ông Hussein để treo cổ đó. Và tôi xin khẳng định nhé, người Mỹ đã đi xâm lược rất nhiều nước ở trên thế giới này, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta. Họ đưa vũ khí hiện đại nhất vào, chỉ trừ có vũ khí nguyên tử nhé. Chính tôi đã phải đi nhặt thịt người ở Hà Nội vì bom B-52 của Mỹ. Đấy không là xâm lược à? À, đấy là họ đi dạo chơi hay là họ đi làm gì đấy? À, trên thế giới này đã có nước nào mà bị nước Mỹ làm chưa? À, và cho đến hôm nay tôi xin khẳng định, nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh cho Mỹ cút khỏi đất nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam đã bị Mỹ cho làm nô lệ rồi. Xin khẳng định là như vậy chứ. À, vì vậy cho nên là Mỹ là kẻ okay, xâm lược nhiều nhất ở trên thế giới này. Rồi. Rồi. Rồi, rồi trả lời nhá. Okay. Rồi, xin trả lời đây. Rồi. Ok, đấy mình chưa trả lời. Bây giờ tôi chưa trả lời hết, anh có nốt cái này nhá. Bạn nói là Mỹ sắp Trung Quốc okay. cũng đi xâm lược. Rồi anh để tôi okay. nói nốt, anh nói về Trung Cầu, đúng không? Trung Quốc nó cũng đi xâm lược, tôi công nhận. Nhưng anh phải nhớ là Việt Nam chúng ta đã 17 lần đánh cho chạy khỏi bờ cõi. Gần đây nhất là trận năm 1979 nhá. Lúc đó nó còn đang là anh em với Việt Nam, cộng sản với Việt Nam. Nó đang đưa xô 60 vạn quân sang và Việt Nam lại đánh cho nó phải cắt đít chạy khỏi bờ cõi. Đó. Anh hiểu. Vì vậy Trung Cầu cũng đi xâm lược, mà đặc biệt nó xâm lược Việt Nam chúng ta là nhiều nhất. Đấy chứ chúng tôi có bảo không đâu. Nhưng mà Mỹ mới là cái nước giết nhiều người nhất trên thế giới này. Anh phải nhớ rằng hai quả bom nguyên tử của Mỹ đã cho hai thành phố của Nhật Bản ra cho. Và anh có biết ở bên Afghanistan, ở Syria, ở Việt Nam, ở Libya, ở tất cả những nước nhá, và một số nước mà Mỹ chưa xâm lược. Anh biết Mỹ đã giết bao nhiêu con người ở trên trái đất này không? Hả? Đó, bây giờ xin anh trả lời đây. Rồi chưa? Rồi. Ok. Cái thống kê đó nói về cái Đảng Cộng sản đó, quốc tế đó nha. Cộng đã nói khi tới nói cái Đảng Cộng sản quốc tế. Rồi. Luôn chư hầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi. Giết trên 100 triệu người dân trên toàn rồi. Thế giới nha. Rồi. Cái nhất. Vâng vâng. Thứ hai. Rồi, cái điểm thứ hai. Ok. Nói về cái vấn đề là Việt Nam đồng minh Hoa Kỳ
cùng với đồng minh với Việt Nam Cộng Hòa đã cùng bảo vệ cái miền Nam Việt Nam là một cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không có một cái sự xâm lược của miền Bắc nha, nếu không có một cái sự xâm lược của miền Bắc, không có cái sự mà gọi là xích động chiến tranh từ miền Bắc do Trung Cộng và Liên Xô nha, do Trung Cộng và Liên Xô và do cái sự và Đảng Cộng sản Việt Nam chư hầu của Đảng Cộng sản quốc tế nha, xích động chiến tranh, thì không có một cái đồng minh nào, không có một cái đồng minh nào mà đem bom để mà ngăn chặn cái sự xâm lăng của miền Bắc cả. Cái đó là câu trả lời nha. Đó là cái điều rất cần phải là miền Nam là một cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, có một cái thể chế hẳn hoi, có do cái người dân bầu cử, cho nên rằng khi mà nói rằng á, là Mỹ đồng minh của Việt Nam Hoa Kỳ thả bom, cái vấn đề đó là rõ ràng. Khi anh xâm lược một cái quốc gia, người ta phải bảo vệ cái lãnh thổ của người ta. Không có thể nào mà anh có thể nào mà anh đi vào, anh đi xác nhận chiến tranh mà người ta ngồi yên cho anh được. Đó là một cái điều. Cho nên rằng là Bình Trương nói như thế này, nói về giết hàng loạt nha, nói về giết hàng loạt thì anh phải nhớ tới cái lịch sử. Trên 200.000 người Việt Nam ở một trên 200.000 người Việt Nam cải cách ruộng đất do ai giết? Việt Minh giết. Đó, bạn có biết được cái điều đó hay là không? Thì bạn có thể đem là cái chứng minh bao nhiêu cái thống kê người Việt Nam Cộng Hòa giết người dân ở miền Nam Việt Nam. Chắc chắn là không có so sánh bằng cái Việt Minh giết biết bao nhiêu người yêu nước nha, giết biết bao nhiêu người quốc gia cách mạng yêu nước nha, muốn bảo vệ cái lãnh thổ, muốn bảo vệ cái sự độc lập của cái đất nước Việt Nam. Thì bạn phải nhìn thấy rõ ràng ai là cái người sắc máu, ai là cái người giết đồng bào người Việt Nam. Cho rồi. Nên rằng đó là bạn phải biết được cái điều đó. Rồi. Bạn có đồng ý không? Bây giờ bạn có đồng ý rằng là Việt Minh đã giết cải cách ruộng đất theo sự chỉ thị của Trung Cộng để giết trên 200.000 người Việt Nam không? Bây giờ được rồi, tôi xin trả lời anh. Rồi. Nha. Vâng. Bây giờ anh bảo là Cộng sản giết trên 100 triệu người. Đâu tư liệu nào? Tổ chức nào, tư liệu nào công bố, tài liệu đâu? À? Tài liệu đâu? Bạn đã... nói cái okay, gì? Nhưng anh biết không? Tôi sẽ chứng minh cho anh người Mỹ giết bằng tài liệu, bằng tư liệu của thế giới. Người Mỹ giết người. Nhưng bây giờ Cộng sản giết người ở đâu? Anh nói đi, tư liệu. Đấy, tôi hỏi anh từ một anh phải trả lời. Chúng ta nói chuyện, bằng văn bản, nói chuyện bằng sự thật, chứ không nói chuyện bằng cách bịa đặt và vu khống. Đúng không? Rồi. Cộng sản giết người đâu? Bạn đặt câu hỏi thì cho Bình Trương trả lời nha. Rồi. Ok. Quốc tế lên án Đảng Cộng sản nha. Nói chung Tổng cộng Đảng Cộng sản đã giết 100 triệu nhân, 100 triệu người dân trên toàn cầu. Quốc tế là nếu ai? Mà bạn đi vào quốc tế là ai, văn bản nào? Quốc tế rồi, là ai và văn bản nào? Rồi, Bình Trương nói anh cho tôi tập tư. Quốc tế là ai và văn rồi, bản nào? Liên Hợp Quốc hay là cái gì? À? Liên Hợp Quốc Bình Trương sẽ gửi cho bạn cái thông tin nha. Cái này đó để cho tại quá bạn trả lời luôn ở đây. Tôi sẽ trả lời bằng văn bản cho bạn về cái người Mỹ giết người, cho nên đề nghị là phải trả lời luôn nào. Rồi, quốc tế lên án Đảng Cộng sản. Rồi, để Bình Trương mời lại anh này quay trở lại, không biết tại sao. Các bạn đợi một chút xíu nha. Nói tới giết người mà đem ra cái sự so sánh là một cái điều này, anh này dường như đem ra một cái điều mà không có thể ai chối cãi được. Đảng Cộng sản, nói chung là Đảng Cộng sản cộng lại giết 100 triệu người dân trên toàn cầu. Anh này ở thế kỷ 21 mà anh không có cái thông tin này. Bình Trương sẽ mời anh quay trở lại. Để anh có... Chúng ta phải rõ ràng với nhau để mà... Để anh trả lời sao về cái vấn đề 200.000. Rồi.
Tôi bây giờ thế này nhá anh Trương nhá, để cho chúng ta đỡ mất thời gian. Tôi đề nghị thế này này. Rồi. Chúng ta đưa ra bất cứ một cái tư cái vấn đề gì, chúng ta phải có văn bản, phải có quyết định của quốc tế hoặc là của bất cứ một nước nào nói về nước kia thế nào. Chúng ta Rồi. phải đưa văn bản. Để Ok. Tôi sẽ trả lời cho anh từng một, từng phần một. Đó. Dạ vâng. Nhá. Rồi, cái đó tôi hoàn Vâng. toàn đồng ý. Rồi, tại Bình Đúng. Trương ở gần Bình Bình Trương đi Washington DC hàng năm, cái bức tường đó, cái bức tường Đảng Cộng sản quốc tế giết 100 triệu người dân. Ok, Tôi đã không có chấp một nhận cái cái bức bức tường tường tại đó. Washington DC. Tôi không Rồi, chấp nhận bức tường. đây Bức là tường cái đó là thống người kê Mỹ của dựng Liên Hợp lên. Quốc nha bạn. Không, Rồi, đấy rồi là bắt của đầu. người Mỹ dựng Cái lên. thống kê của Liên Hợp Quốc, cái thống Và kê của Liên đừng Hợp đừng Quốc. nói nhé. Rồi, Đấy. rồi, rồi. Rồi, Rồi, bây giờ thôi được đó rồi, bạn giải tôi thích nếu sao bây về cái giờ vấn đề 200.000 người? nếu bây giờ bạn Bạn chưa giải có thích. về thống kê của Liên Hợp Quốc, tôi sẽ cho bạn nợ cái vấn đề về về cộng sản giết nhiều người nhá. Bây giờ cái câu Rồi. hỏi thứ hai. Cải cách ruộng đất 200.000 giết hết người 200.000 người, cải cách ruộng đất của cộng sản giết hết chết 200.000 người đâu, tài liệu nào nói? Ai nói? rồi Nào. để Đề rồi nghị bạn trả Bình lời. Bình Chương, rồi Bình Chương sẽ đưa cho tài liệu cho bạn. Ok, Rồi. Bình Chương sẽ gửi vào Tài cái tài liệu liệu là cho phải bạn, của những Bình cơ Chương quan sẽ xác thực đăng trên chứ cái không phải tường của tài bạn liệu luôn. của cái bọn ba que sỏ lá hoặc là cái bọn bịa đặt xuyên tạc nhé. Đấy. Rồi đó, đó thấy Hồ không, Chí Minh đó có cho xin nên lỗi là nhân dân nhưng không phải là giết 200.000 người. thấy Đó, chưa nhớ cái bạn, điều thấy đấy. không? Bây giờ đề nghị phải đưa ra cái tài liệu giết 200.000 người nhé. Ừ. Thứ Rồi. ba nữa là tôi nói cho bạn thế này, bạn cứ bình tĩnh nhá. Còn nếu bạn thích hỏi, tôi sẽ kể cho bạn người Mỹ giết bao nhiêu người ở đâu. Đấy, tôi xin khẳng định Ừ. họ và có thống kê của các báo chí, các hãng thông tấn lớn ở trên thế giới. Đó, nhá, chứ không phải Rồi, là bạn. bây giờ tôi nói một cái này nữa. Bạn bảo miền Bắc xâm lược miền Nam theo lệnh Ừ. của Liên Xô và Trung Cộng, có đúng không? Phát động chiến Đúng tranh. như vậy, chính xác luôn. À, rồi, bây giờ tôi hỏi thế này nhá. Thế tại sao là cái hiệp định Geneva yêu cầu là đến năm 1956 là tổng tuyển cử trong toàn quốc, mà chính quyền Mỹ và cái chính quyền ngụy quyền được dựng lên thì không chấp nhận? À, Đó, và tự cái nhiên này Bình đẻ Trương ra đã, cái chính ok, quyền của Bảo Đại, cái này nhớ Bình lại Trương đã dựng tiếp, tranh cãi với cái nuôi này. dưỡng tiếp cái chính quyền của Bảo Đại từ thực pháp. Bạn im để tôi nói ạ nhé. Và sau đó lật đổ Bảo Đại để đưa tên Ngô Đình Diệm lên, đúng không? Chính vì các người đã làm, đã xé tan cái hiệp định Geneva ra, vì vậy cho nên là Bác Hồ mới kêu gọi là đất nước Việt Nam chỉ là một. Còn bạn nói là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được công nhận, ai công nhận? À, ai công nhận chính quyền Việt Rồi Nam chưa, Cộng Hòa, bạn ai bạn công nhận? hỏi xong chưa? Tôi hỏi xong Bạn rồi bạn hỏi xong đấy, bây giờ chưa? bạn trả lời cho tôi câu này đi. Bạn hỏi xong Rồi rồi phải không? rồi Chính quyền ngày hôm nay thế kỷ 21 mà bạn hỏi là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ai công nhận? Bạn có rồi thật sự là biết cái người có thông tin hay không vậy? Bạn có biết là thằng Việt Nam Cộng Hòa là có bao nhiêu ngoại giao với bao nhiêu quốc gia và là thành viên của Liên Hợp Quốc hay là không? Bạn có thế thì biết được đấy cái điều đấy đó hay đấy, là không? trước khi bạn hỏi tôi nhé, bạn hãy xem lại lịch sử đi. Nguyễn Thanh Sơn của Việt Nam Thanh Sơn, cán bộ thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam nhé, là còn bị tôi bạn có nghe thấy không? Nghe nghe nghe. Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, còn bị tôi vạch mặt vì tội xuyên tạc lịch sử, nói rằng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được Liên Hợp Quốc công nhận. Bạn xem lại đi. Bạn đừng Nè, bây nhé. giờ nè. Tôi nói để tôi kể lại cho các bạn và mọi người nghe đây, để mở mở cái mắt ra nhé. Rồi. Mỹ muốn đưa Việt Nam Cộng Hòa vào trong Liên Hợp Quốc. Liên Xô lại muốn đưa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào Liên Hợp Quốc. Đấy, bạn phải nhớ điều đó nhé. Và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đồng ý có hai nước Việt Nam ở trong Liên Hợp Quốc, cho nên không vào. Và cuối cùng Liên Xô, khi Mỹ đưa ra cái nghị quyết để kết nạp Việt Nam Cộng Hòa vào Liên Hợp Quốc, Liên Xô dùng quyền phủ quyết chính đáng của mình, phủ quyết cái nghị quyết đó. Sau đó Mỹ mới vớt vát bằng cái cách, tức là gì, cho Việt Nam Cộng Hòa vào làm quan sát viên, một cái chức danh không có từ trước đến nay ở trong Liên Hợp Quốc nhé. Đây Rồi, là để Liên cho Xô, mình là nói của cho. Liên Hợp Quốc à? Còn tôi Rồi nói chưa? đây này, Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói cho bạn nghe thế này nhé. Việt Nam Cộng Hòa có được 60 mấy nước công nhận, nhưng người ta công nhận đấy là người ta công nhận do người ta sợ và nể Mỹ.
chứ không phải bây giờ sau khi Việt Nam Cộng Hòa bị người Mỹ nó rút khỏi cái thì có nước nào nó ủng hộ được không? Hãy nhìn sự thật Rồi. đi, đừng nói điêu. Nghe chưa? Không, Rồi. bạn có dám, bạn đưa cho tôi cái chứng minh là cái nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc kết nạp Việt Nam Cộng Hòa, bạn đưa ra đi nào. Rồi. Ok. Đó, nghiên cứu, phải Để nghiên cho cứu Bình cho nó Chương như nói nè. thế. Rồi Ok, để cho Bình Chương nói nè. rồi Ok. Nếu mà bạn nói tới cái sự chính danh đó nha. Bạn có tin rằng là trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói rằng cái Đảng Cộng sản Việt Nam cướp chính quyền không? Khi bạn đã là cướp chính quyền thì bạn không bao giờ là chính danh, bạn có biết không? Bạn có sao hiểu lại được không cái chính điều danh? đó không? Bây giờ tôi hỏi bạn Nếu này bạn nhá. là cướp sao mà gọi là chính Được, danh? tôi Khi đồng nào người ý. ta bầu lên bạn mới gọi chính danh chứ Rồi, còn là không, bạn không. cướp mà sao gọi Bạn là chính nhầm, danh? bạn nhầm. Đế quốc thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nó sao nó cướp nước mình thì chúng ta phải cướp lại của nó. Còn sau này bây giờ chúng ta mới bầu còn là của người dân, nhưng đây là bọn đế quốc nó sao nó cướp cái nước mình thì chúng ta cướp nước lại, giết họ. Đấy là chuyện đương nhiên. Tại sao nó không cướp được? Ơi, đừng đưa những cái lập luận Rồi. rẻ tiền ấy. Nói thật, đấy là lập luận của những kẻ rẻ tiền nhá. Nó sang nó giết dân mình, nó hiếp dân mình, nó chiếm, nó đánh đất nước mình, nó cướp nước mình không có quyền cướp lại à? Ôi giời, hơi nhầm đấy nhá. Bây giờ Nghe nước nào nè. thử sang một cái nước khác đánh đi Rồi. xem người ta có cướp lại không, đừng nhầm nhá. Rồi, Hãy hiểu nghe cái nghe câu cướp nghe. thế nào cho nó đúng Rồi, nhá. để cho bạn cho mình nói nè. Cho mình nói cái này nè. Ok. Khi Việt Bạn nên Nam nhớ giải nha. phóng miền Nam, Việt Nam có gọi là vào cướp đất Việt Nam không? Việt Nam gọi là đi giải phóng miền Nam. Nhưng khi đánh đế quốc Pháp, thực dân Pháp phải gọi là cướp nước của chúng, cướp lại đất nước của mình cho trong tay của nó. Nó ra nó cướp của mình. Ok. Tại sao lại không gọi là Rồi, rồi mình sẽ rồi. Ok, để rồi Bình Chương sẽ đi tới vấn đề cái chữ giải phóng trong một kép. Ok. Bây giờ Bình Chương nói nè. Theo bạn, Hồ Chí Minh với ông cựu tổng thống Ngô Đình Diệm, hai con người đó như thế nào? Cái thứ nhất, nên nhớ Ngô Đình Diệm chức vụ cuối cùng trong cái triều đại của vua Bảo Đại là tương đương là một cái thủ tướng. Thì bạn nghĩ rằng nhân vật tên là Nguyễn Tất Thành nha, tại vì Hồ Chí Minh có đó không phải là cái tên thiệt cho nên mình chưa không muốn gọi nha. Giữa Gọi thế hai, nào so được? sánh hai một cái người, một người đã từng là thủ tướng của một quốc gia Việt Nam, một người thì là cù bất cù bơ, chỉ có đi đi kiếm ăn rồi đi trở thành một thành viên của cái Đảng Cộng sản. Bạn biết được rằng cái Đảng Cộng sản xuất xứ từ đâu hay không? Bạn có biết được cái Cộng sản Việt Nam xuất xứ từ đâu không? Ai chỉ thị cho cái Đảng Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản của Đông Dương không? Bạn có biết được cái điều đó hay không? Khi mà bạn nói tới cái vấn đề chính danh, bạn Rồi, biết không? biết, Rồi trả lời được cho rồi, Bình cứ Chương hỏi đi. đi, cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời, Rồi, nhá. trả lời cho Bình Chương cái Đảng Cộng sản Việt Nam Rồi, do ai dựng lên? được, Nha. sẽ trả Rồi, lời, bạn trả lời bây giờ đi. thì mình, tôi mới trả lời từng mục một thế này. Rồi. Trước tiên là bạn nói, ông Nguyễn Tất Thành, đúng không? Ừ. Ông là một người cứu vơ cứu bất, ông ấy về, Đúng ông như dựng vậy. lên, ông dựng lên một cái đảng để ông ấy giải phóng đất nước, đúng không? Đánh, cướp Không, lại, cướp lại đất nước mình ở nói tay là thực dân. ông không có dựng lên cái đảng, ông được một cái sự chỉ thị của Đảng Cộng sản quốc tế chứ Chỉ không phải thị là hay ông không tôi không tự biết, một nhưng bây mình giờ dựng cứ biết là lên. ông thành lập một cái đảng cộng sản Việt Nam ở đất nước Việt Nam. Chúng ta đây sẽ Rồi. tranh luận trực tiếp với cậu này nha. Ừ. Như thế này, bây giờ thế này, tôi nói cậu là anh thế này, anh Trương nhá. Ông Nguyễn Tất Thành, ông là một con người Việt Nam, và ông là người Việt Nam thì ông thừa có đủ toàn quyền cũng như bạn như tôi bây giờ, nếu có tài đứng lên để giải phóng đất nước, để cho đất nước chúng ta được hưởng no ấm hạnh phúc đó. Cho nên là không thể nói rằng phải cứ là thế nọ mới thế kia mới là mới có thể được lên lãnh đạo được. Rất nhiều lãnh tụ của các nước họ đi lên từ hai bàn tay trắng, họ khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân, họ lãnh đạo các quân chúng để đứng lên để đánh đổ thực dân phong kiến, đánh đổ tất cả, và thậm chí đảo chính rất nhiều nước. Những người được bình thường người ta đứng lên, người ta thành lập những cái hội nọ nhóm kia, và người ta đảo chính được đất nước người ta, và người ta lên nắm quyền đánh đạo. Cái đó không có ai cấm cả, đó là việc đương nhiên, nếu ai có tài cứ làm. Đấy là cái chuyện thứ nhất là nói với ông Nguyễn Tất Thành nhá. Thứ hai nữa là lúc đó chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tất Thành đấy, ông sang bên kia thì ông đã đòi lại quyền tự do cho đất nước Việt Nam ngay cái trong cái hội nghị cộng sản quốc tế ở Pháp nhá. Và sau đó cộng sản quốc tế
Lúc đó là cái phong trào cộng sản nó đang phát triển rất mạnh. Vì vậy Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thôi được rồi, tôi nói ông Nguyễn Tất Thành rồi, ông ấy đang ở trong cái quốc tế cộng sản. Và vì vậy người ta mới phân công từng người một, người nào ở cái mảng nào thì đi về cái khu vực đó để phát triển chủ nghĩa cộng sản. Đó là chủ nghĩa của người ta, ai cầm được, đúng không? Và vì vậy rồi ông Nguyễn Tất Thành đã đứng về ngay Việt đó, Nam và phát triển Đảng cộng sản ok, đứng ngay đó, đó, đứng ngay được đứng không? Được rồi rồi, rồi tôi rồi trả lời hết á, bạn hỏi để tôi trả lời hết á thôi, nhá. một giây Và thôi, vì một vậy giây thôi, một giây còn thôi, không không một để tôi giây thôi, nói, còn ok còn thôi. tên Ngô Đình Diệm, để tôi nói cho bạn biết thế này này, còn tên Ngô Đình Diệm nhé, nó là được Mỹ dựng lên và bắt ép Bảo Đại phải cho làm cái chức thủ tướng. Nhưng xin nói bạn, chức vua Bảo Đại đã giao ấn kiếm vào tay chính quyền 45, lúc đó chính quyền Bảo Đại cũng là chính quyền bất hợp pháp đấy, phải nhớ một điều là như vậy nhé. Hiện nay bạn có thích xem hình ảnh vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho có thích xem không? Đó nhá. Vì vậy cho nên là nói cái gì cũng phải nói cho nó chính xác đó. Còn tôi nói thế này này, cái chuyện bây giờ tôi với bạn bây giờ cũng vẫn có thể đứng lên thành lập một cái đảng nào đó hoạt động cách mạng, lật đổ ngay cả cái đất nước này cũng được để mà lãnh đạo, nếu bạn có tài. Không ai cấm được đó cả, mà cũng không ai xét bạn là ngày xưa bạn là người đi quét rác, ngày xưa bạn là người thế nào cả, miễn là bạn có tài thế thôi, ai cấm được, đúng không? Ông Rồi, Nguyễn Tất bây Thành, giờ như thế ông Nguyễn Tất này. Thành ông đã lãnh đạo lãnh thành lập cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh đuổi thực dân Pháp, đấy là điều đương nhiên trên thế giới này phải công nhận rồi. Nào Ok, yep. Rồi, cho Bình Trương rồi chia sẻ nè. Bình Trương rồi rất thích cái sự thành thật của bạn. Hồi nãy bạn nói rằng là phân công. Bạn biết không? phân công đúng. Khi á, bây giờ nè, tôi là ông chủ, tôi mới phân công cái người làm của tôi. Mày đi làm cái này, mày đi làm cái kia, là mày được phân công, nhá. Thì rất Rồi. cái sự chân tình của bạn xài cái chữ phân công đúng như vậy, hoàn Rồi toàn là rồi cái sự rồi. phân công đúng phân Rồi. không. Rồi Rồi. bây giờ mình chưa nói như thế này nè, chỉ có cái đó là mình khác biệt ở cái chỗ này, bạn có cái tư duy đó là sử dụng cái bạo lực để giải quyết cái vấn đề, có phải không? Rồi. Bạn có cái tư duy đó, nãy giờ Bình Trương thấy cái thể hiện của bạn là như vậy, bạn tin Rồi. vào sử dụng cái tư duy bạo lực để giải quyết vấn đề. Cái khác biệt của Bình Trương đó là Bình Trương không có đồng ý cái vấn đề đó. Bình Trương không có đồng ý về cái vấn đề gọi là mang cái danh nghĩa là thống nhất đất nước để đi giết trên 2 triệu người dân miền Nam và miền Bắc, cả luôn cả bộ đội Việt Nam, để là cái danh nghĩa là giải phóng. Nếu một cái nước nghèo hơn cái nước nghèo mà đi giải phóng một cái nước giàu thì Bình Trương nghĩ nó không có hợp tình hợp lý. Nó không hợp tình hợp lý. Nó hợp tình hợp lý. Bây giờ nè, bạn nói rằng đó là thường thường mấy bạn ấy hay nói là nè, là miền Nam nhận cái sự viện trợ của Hoa tôi Kỳ, tôi không đồng ý không? không nên nói với bạn ở đây, mà hãy nói tôi đúng không, hãy nói trực Ok tiếp tôi đang nói rồi cái gì đấy, không vì tôi không chấp nhận giọng người khác, hãy nói tôi đây này rồi nhá. Nào ok. rồi, Bạn ơi, Bình Trương phải Bình Trương là dường như còn một có 1 2 phút à, để Bình Trương coi coi. Bình Trương 2 phút à. Bạn có thể quay trở lại được không? Tại vì cái livestream nó end rồi. Nó hết rồi rồi. được rồi, Nó, được, Bình Trương quay lại tôi nha. rất tôi thế này nhé, tôi hẹn À. là từ tối nay, một là tôi mời bạn, mà hai là bạn mời tôi tối nay lên thì cho nó đông người, mà người ta đi làm về nhá, Không, tối mình nay quay tôi trở với bạn lại sẽ lên liền tranh tức khắc luận, thôi.